Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm qua, phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh luôn được ngành giáo dục đào tạo thành phố quan tâm và đẩy mạnh nhằm khuyến khích học sinh phát huy khả năng trí tuệ, ứng dụng hiệu quả kiến thức khoa học kỹ thuật để sáng tạo ra những sản phẩm có ích cho cộng đồng. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023 vừa qua, thành phố Từ Sơn đã có những tác phẩm tham dự để lại dấu ấn tích cực và đạt kết quả cao. Phản ánh của phóng viên Đài Từ Sơn. Đến tham quan một số mô hình sản phẩm của học sinh Từ Sơn được cử tham dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, chúng tôi có dịp hiểu rõ hơn những kết quả mang lại từ những mô hình sản phẩm này. Sẵn niềm đam mê khoa học, em Thiện Nhân, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Tân Hồng, mỗi bài học là những tích lũy kiến thức để có thể áp dụng vào thực tiễn. Nhận thấy trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, một trong những biện pháp rẻ nhất, dễ nhất và quan trọng nhất để tránh virus lây lan là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Điều đó đã thôi thúc Thiện Nhân cùng với người bạn Việt Anh có ý tưởng sáng tạo ra sản phẩm có tên xà bông thảo dược từ tinh chất lá vối và dầu bơ, với mong muốn tạo ra một sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên an toàn. Ở Việt Nam, người dân thường lấy lá vối nấu nước để uống, thanh nhiệt, sắc nước lá vối để tắm chữa các bệnh ngoài da. Quả bơ là một trong những trái cây giàu vitamin và khoáng chất tự nhiên, tốt cho sức khỏe và da. Để tận dụng nguồn nguyên liệu quý này, các em đã tiến hành nghiên cứu dự án xà bông thảo dược từ tinh chất lá vối và dầu bơ, với mong muốn tạo ra một sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên, an toàn hiệu quả, có khả năng diệt khuẩn, giá thành phù hợp và ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Ý tưởng thì xuất phát từ do hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các vi khuẩn và vi sinh vật gây hại. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo thì rửa tay bằng xà phòng thường xuyên và dung dịch sát khuẩn có cồn là biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả để phòng tránh các virus vi khuẩn lây lan và có thể ngăn được 44% nguy cơ lây bệnh từ các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, khi mà rửa tay bằng các xà phòng và dung dịch sát khuẩn có cồn thì sẽ gây những tình trạng khô da. Nhiều trường hợp thì có thể bị kích ứng đối với những làn da nhạy cảm. Cho nên là biết được tâm thế đó thì chúng em đã nghiên cứu và sản xuất ra một sản phẩm xà phòng có nguồn gốc từ thiên nhiên, tích hợp được hai chức năng là sát khuẩn và dưỡng da, phù hợp với tâm thế của người dùng hiện nay. Và với mong muốn của em là sản phẩm được nhiều người yêu thích và biết đến. Và em rất mong rằng sản phẩm của chúng em sẽ được mở rộng ra thị trường. Ban đầu là có thể là ở trong trường, nhưng mà em mong sau này có thể phát triển ở khắp thành phố và xa hơn thì có thể cả nước biết đến ạ. Với mục tiêu giúp học sinh làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học kết hợp với việc vận dụng những kiến thức được học trên lớp để đưa vào thực tiễn, dự án xà bông thảo dược từ tinh chất lá vối và dầu bơ cho thấy nếu nhà trường nào cũng biết khơi nguồn sáng tạo của học sinh thì sẽ phát huy năng lực của các em trong việc học tập đi đôi với thực hành. Trường Trung học cơ sở Tân Hồng đã giao cho giáo viên sinh hóa hỗ trợ hướng dẫn các em cùng thực hiện sản phẩm. Qua một thời gian thì sản phẩm xà bông được chiết xuất từ lá vối và quả bơ đã ra đời. Ưu điểm của sản phẩm là không gây kích ứng da, làm đẹp da và sạch vi khuẩn, giá thành phải chăng. Chính vì vậy, sản phẩm của nhà trường đã được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Từ Sơn cử đi tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022-2023. Hy vọng rằng sản phẩm của nhà trường sẽ được đạt giải cao trong cuộc thi sắp tới. Một đề tài đáng chú ý nữa là hệ thống điều khiển mạch điện thông minh của hai em Nguyễn Thế Đức và Ngô Quang Tuấn, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Tương Giang. Hiện nay, các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều cần sử dụng điện. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất nhiều hiện tượng sử dụng điện gây lãng phí điện năng, như sử dụng thiết bị khi không cần thiết, quên không đóng ngắt thiết bị khi ra về. Đề tài của hai em đã khắc phục được các nhược điểm đó thông qua các thiết bị đơn giản đáp ứng các nhu cầu cơ bản nhất mà dễ lắp đặt vận hành. Từ định hướng của thầy giáo Nguyễn Mạnh Hải phụ trách chuyên môn, dựa vào những kiến thức đã được học
như môn vật lý, môn công nghệ. Cùng với tìm hiểu trên mạng, các em đã nghiên cứu thiết kế, lắp đặt và vận hành thành công hệ thống điều khiển mạch điện thông minh. Mô hình hoạt động ổn định, dễ dàng sử dụng, hiệu quả. Ý tưởng của chúng em xuất phát từ việc trên lớp có rất nhiều bạn đi học về mà quên đóng ngắt các thiết bị điện. Thậm chí khi ở nhà, đôi lúc em quên các thiết bị điện khi không cần thiết, khi đi ra khỏi nhà. Vì vậy, chúng em đã suy nghĩ làm thế nào để có thể tạo ra một thiết bị có thể điều khiển được các thiết bị điện từ xa trên ứng dụng của smartphone và iPad, với hy vọng mong muốn sản phẩm của chúng em được ngày càng được cải thiện, mở rộng, được sử dụng trong lớp học, nhà trường, sử dụng trong hộ gia đình, đặc biệt những hộ gia đình chăn nuôi để hẹn giờ tưới tiêu và quản lý các ánh sáng trong gia đình. Trên cơ sở ý tưởng đề tài của các em đã được hình thành và đã được Hội đồng Ban giám khảo nhà trường thẩm định và giao nhiệm vụ cho chúng tôi, thì là một giáo viên được phân công phụ trách cùng với các thầy cô trong tổ nhóm chuyên môn vật lý của trường cũng như là nhóm công nghệ khoa học tự nhiên đã cùng đồng hành với hai em học sinh có sản phẩm dự án hệ thống điều khiển mạch điện thông minh. Thì bản thân tôi cũng như các thầy cô trong tổ nhóm chuyên môn là luôn đồng hành với các em cùng tìm tòi nghiên cứu và hướng dẫn các em để hoàn thiện sản phẩm. Và đến nay thì sản phẩm của các em đã hoàn thành và dự thi cuộc thi học cấp tỉnh năm học 2022-2023. Và mong muốn của tôi trong cuộc thi sắp tới là sản phẩm của các em là đạt kết quả cao nhất và được Hội đồng Ban giám khảo cấp tỉnh đánh giá cao với sản phẩm. Và trong tương lai, và cũng mong muốn là cái sản phẩm của các em là tiếp tục được nhân rộng trong cuộc thi học lần này và cũng như là những năm tiếp theo, và ứng dụng thực tế về các trường cũng như là các đề tài mà các em mong muốn. Sự đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các em học sinh Tử Sơn cùng sự dìu dắt định hướng của các thầy cô trong việc phát huy, nâng tầm cho những đam mê đã đem lại những kết quả đáng phấn khởi. Dự án của các con được nhà trường và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Tử Sơn lựa chọn tham dự cuộc thi khoa học cấp tỉnh năm học 2022-2023. Là phụ huynh thì tôi rất là vui mừng và tôi luôn cố gắng tạo điều kiện về thời gian, tinh thần, cả về vật chất để giúp các con nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm. Tôi tin rằng là cuộc thi này sẽ giúp các con rèn sự tự tin và thực hiện được những cái ước mơ của các con. Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh về tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Tương Giang đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường. Trên cơ sở ý tưởng của các em học sinh, nhà trường đã phân công nhóm giáo viên phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ các em để hoàn thành dự án. Và cho đến thời điểm này, rất vinh dự cho trường trung học cơ sở Tương Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Từ Sơn đã cử một dự án của nhà trường với đề tài hệ thống điều khiển mạch điện thông minh tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022-2023. Hy vọng với dự án của các em học sinh khối 8 thì nhà trường sẽ phát huy được cái truyền thống tham dự kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh các cấp và mong dự án sẽ phát triển và nhân rộng đến các trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự án xà bông thảo dược từ tinh chất lá vối và dầu bơ và đề tài hệ thống điều khiển mạch điện thông minh đều đã giành giải nhì tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Được tham dự, cuộc thi khoa học kỹ thuật là cơ hội tốt giúp các em học sinh làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học, kết hợp với việc vận dụng những kiến thức được học trên lớp để đưa vào thực tiễn, qua đó góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh, tìm hiểu những ý tưởng khoa học có giá trị ứng dụng vào thực tế. Đây chính là động lực cho các em viết tiếp ước mơ, từ đó góp phần lan tỏa niềm yêu thích khoa học của học sinh trong toàn thành phố, tạo sân chơi bổ ích cho các em và cũng là tiền đề để ngành giáo dục đào tạo thành phố phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong các thế hệ học sinh Tử Sơn.